trình Thái Lan, Hoa Kỳ thương lượng cho những quân nhân mất tích tại Việt Nam. Một phái đoàn Hoa Kỳ đã bỏ Hà Nội để trở về Bangkok trong thứ Năm tuần trước. Phái đoàn được cầm đầu bởi viên chức của Hội đồng An ninh Quốc gia Richard Jewett. Phái đoàn đã đến Hà Nội đàm phán cùng Cộng sản Việt Nam trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư để bàn về những quân nhân Hoa Kỳ đã mất tích trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau khi trở về Bangkok, ông Jewett cho biết cuộc bàn cãi rất sôi nổi. Thế nhưng, phía Cộng sản Hà Nội chưa chịu chấp nhận một cuộc nói chuyện chính thức nào với Hoa Kỳ cả. Tin Hoa Thịnh Đốm, thứ Năm tuần qua, Thiếu tướng Del Pino, 48 tuổi, đã lái phi cơ cùng vợ, hai con trai và một người con gái trốn khỏi Cuba sang một căn cứ hải quân của Hoa Kỳ tại Key West, Florida. Theo viên chức của Bộ Ngoại giao cho biết, vị tướng Cuba là người đứng hàng nhì trong hàng ngũ quân đội Cuba, đã đào tẩu khỏi nước Cộng sản Cuba để xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao cho biết thêm đây là một con cá lớn mà Hoa Kỳ bắt được. Sáng thứ Sáu, Bộ Ngoại giao đã chấp thuận cho Thiếu tướng Cuba được phép cư ngụ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo bản tường thuật của Cuba tại Hoa Thịnh Đốn, Del Pino bị đình chỉ lái chiếc đấu cơ vì thần kinh căng thẳng và bị bệnh mắt. Thế nhưng, viên chứng của Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao đã tuyên bố rằng Del Pino đã rất gần gũi với lãnh tụ Cuba Fidel Castro từ thập niên 1950 và là anh hùng của Cuba trong vụ xâm chiếm Vịnh Con Heo. Ông ta cũng là người chỉ huy không quân Cuba tại Angola vào thập niên 1970. Bộ Ngoại giao còn cho biết thêm, vị tướng Cuba sẽ cho biết những hoạt động của Cuba tại Nicaragua và El Salvador. Tin Campuchia, trong tuần qua, Cộng sản Việt Nam đã bắn trên 30 hỏa tiễn và đại pháo vào một trại tị nạn tại Thái Lan, gây cho 7 người Campuchia bị thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Một viên chức quân sự của Thái Lan cho biết đây là một hành động giả mang của bọn Cộng sản Việt Nam trong việc giết hại dân làng. Sau đây là phần thông cáo. Thông cáo của Tổng vụ Hải ngoại Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Đây là một vấn đề đáng để chúng ta quan tâm. Khi bạo quyền dùng bạo lực đàn áp, chúng ta phải bỏ nước ra đi. Khi chúng ta gặp nguy cơ sụp đổ, liệu chúng ta có quay lại giúp chúng thoát khỏi nguy cơ này không? Nhất quyết là không. Vì vậy, chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng bào mọi giới ở mọi khắp nơi. Hãy cùng nhau cảnh giác và đồng loạt bày tỏ lập trường đấu tranh của chúng ta một cách cụ thể. Thứ nhất, kêu gọi mọi người chung quanh đừng tiếp tế cho bạo quyền dưới bất kỳ hình thức nào như gửi tiền, gửi hàng hóa hay nguyên liệu sản xuất. Thứ hai, tự mình cương quyết tẩy chay và kêu gọi mọi người cùng tẩy chay mọi dịch vụ buôn bán, du lịch, kinh doanh hay quảng cáo cho việc kinh doanh với bạo quyền. Thứ ba, cực lực tố cáo và tẩy chay những công ty kinh doanh ngoại quốc đang hợp tác hay vận động hợp tác với kinh tế bạo quyền. Thứ tư, với tư cách cá nhân hay đoàn thể, mở chiến dịch đồng loạt tranh đấu trên mọi diễn đàn quốc tế để ngăn chặn những âm mưu vận động việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn hóa hay thể thao, giáo dục với bạo quyền. Thứ năm, giới truyền thông Việt Nam hãy liên tục thông báo, giải thích và hướng dẫn dư luận về những âm mưu kinh tài của bạo quyền. Thứ sáu, hỗ trợ đồng bào quốc nội trong nỗ lực đấu tranh lật đổ bạo quyền Việt Cộng và giải phóng Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta cương quyết không cho phép bạo quyền khai thác tình cảm con người để cứu vãn sự sụp đổ của chế độ. Chúng ta cương quyết không chấp nhận những hành động phản bội của quyền lợi Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Xin trân trọng kính chào đồng bào và quyết tâm giải phóng Việt Nam. Thông cáo của Tu viện Kim Sơn. Mời tham dự một ngày tu học do Thiền sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn tại Tu viện Kim Sơn ngày 21 tháng 6 năm 1987, nhằm trợ duyên tu học cho các giới Phật tử và các bạn hữu không đủ điều kiện tham dự tuần khóa niệm 3 trong thời gian 5 ngày tại tu viện năm nay. Ban tổ chức khóa tu có đặc biệt dành riêng một ngày tu học cho quý vị. Cũng do Thượng tọa Thiền sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn, chúng tôi xin kính mời chư Phật tử và quý bạn hữu hoan hỷ quang lâm tham dự ngày tu học này để thực tập thiền quán dưới sự chỉ dạy khéo léo, tận tình và đầy kinh nghiệm của hướng dẫn sư Thích Nhất Hạnh. Ngày tu học được chính thức khai mạc vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật
ngày 21 tháng 6 năm 1987. Xin quý vị cố gắng đến trước giờ khai mạc ít nhất là 15 phút để được thu thập trọn phần lợi ích cho một ngày tu học. Xin quý vị lưu ý là ngày tu học trước định vào Chủ nhật 28 tháng 6 năm 87 nay đã được hủy bỏ và thay thế vào ngày tu học này, tổ chức vào ngày Chủ nhật 21 tháng 6 87 bắt đầu từ sáng thứ Hai 22 tháng 6. Tu viện sẽ đóng cửa không tiếp khách thập phương đến viếng thăm. Để giữ sự yên tình cho chư tăng ni và các thiền sinh tu tập được kết quả tốt đẹp, tu viện sẽ mở cửa lại vào ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 1987. Xin kính chúc quý vị và bảo quyến được nhiều an lạc vạn sự như ý. Thích Tịnh Từ, viện trưởng tu viện Kim Sơn. Thông cáo của trường điện tử Bắc Ái. Trường điện tử Bắc Ái khóa 36 khai giảng tháng 6, 16 tây năm 1987, trân trọng thông báo. Khóa Electronic Technician, thời gian khóa học 6 tháng, mỗi tuần học 3 ngày, thứ ba đến thứ năm, từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Thứ hai, khóa Advanced Digital Circuit to Microprocessor, thời gian khóa học 2 tháng, ngày giờ học mỗi tuần 2 ngày, thứ ba, thứ năm, từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Thứ ba, khóa Introduction to Computer Programming Basics, thời gian khóa học 2 tháng, mỗi tuần 2 ngày từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Ghi danh, yêu cầu học viên ghi danh tại 10.100 Finch Avenue, Cupertino vào tối thứ ba, thứ tư, thứ năm từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm hoặc qua điện thoại số 408-735-6219 hoặc 408-629-9345. Thời hạn chót ghi danh tháng 6, 16 tây năm 1987. Phần tường trình tin tức và thông cáo đến đây xin chấm dứt. Bích Liên và Mai Chi xin kính chào quý vị.